Rốt đi 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 đi, nó chả mới bảo thế. Nào này, mày đưa vào 711 cho nó dễ. Đưa cho chị dễ kiểm tra. Đưa mày nộp thuế cho chị đi. Nó dụ như dụ trẻ con ăn kẹo thế thì đương nhiên là còn gì nữa. Doanh nghiệp là nhà phân phối của kẹo Sinhome. Có trụ sở ở Hà Đông. Đúng không? Và năm 2022 thì được hưởng chiết khấu thương mại là 2 tỷ. Và đi kèm với nó là tặng một cái máy photocopy. Trị giá thị trường đâu đó khoảng 70 triệu. Thanh toán đi. Mình đứng vai trò là kế toán của nhà phân phối khi nhận được cái máy photo và khoản tiền chiết khấu này. Thanh toán cho tôi. Đấy. Cứ đến lúc hỏi thanh toán thế nào, Văn là nhìn đứa nào nó làm đi. Không đứa nào nó nhìn mình à? Thanh toán thế nào nhỉ? Thực chất. Nói bao nhiêu lần rồi. Thực chất đây là một tình huống mà chiết khấu thương mại bằng hàng. Ngoài cái việc là chiết khấu thương mại khoản tiền 2 tỷ đi ra, thì người ta còn thực hiện chiết khấu thương mại bằng hàng. Chứ không phải là quà tặng đâu. Quà tặng phải là gì ạ? Nó không liên quan đến bán hàng, không liên quan đến mua hàng thì mới gọi là quà tặng. Còn cái này mình mua của nó đủ doanh số đấy ạ. Thực hiện đủ điều kiện chiết khấu mình mới được đấy ạ. Chứ không phải là ấy đâu, không phải là đơn giản đâu. Nhá, đọc kỹ cái thể lệ của cái chương trình chiết khấu thương mại, chúng ta sẽ thấy rõ ngay. Với cái ngưỡng bao nhiêu thì anh được chiết khấu và cái tỷ lệ, và vượt trên cái đó thì người ta bắt đầu là cho thêm một số các cái sản phẩm đi kèm. Thằng thì được máy photo, thằng thì được máy vi tính, thằng thì được nồi cơm điện, thằng thì được lò vi sóng. Cho nên là về mặt bản chất, cái này là cái phần chiết khấu thương mại được trả bằng gì? Trả bằng hàng, không phải trả bằng tiền đâu. Đấy nhá. Cho nên đúng ra cái chiết khấu thương mại của mình lúc này không còn là 2 tỷ nữa mà nó là 2 tỷ 070. Cái 2 tỷ 070 này mình hạch toán thế nào nhỉ? Mình hạch toán thế nào ạ? Mình hạch toán thế nào ạ? Nợ tài khoản gì ạ? Nợ tài khoản gì ạ? Nợ tài khoản gì đây? Nợ tài khoản gì đây? Nợ tài khoản gì đây? Cái máy photo này là nợ tài khoản gì? À 211, đúng rồi. Nợ tài khoản gì nữa? Nợ tài khoản 331. Công nợ. Cái này là bao nhiêu đây ạ? À cái này là 70. Cái này là 2 tỷ này. Và có tài khoản gì ạ? 156. Phân bổ vào trong kho còn bao nhiêu cái sinh gum nằm trong đấy thì trừ nó đi. Cái phần chiết khấu này. Đúng không? Thế, và có tài khoản gì? Có tài khoản gì? 632. Cái phần mà giá vốn của cái lô hàng đã bán. Có xuất hiện 711 ở đây không? Không bao giờ xuất hiện 711 ở đây cả. Nhá. Cho nên nếu mà mình đưa vào mấy đứa nhà mình ấy, nó ẩu nó làm phát như thế này này. Nó ẩu nó làm phát như thế này này. Nợ tài khoản gì ạ? Nợ tài khoản hả? Đi nhỉ? Nợ tài khoản 211. Đây. Kế toán nó làm như này này. Nợ tài khoản 211. Cái máy photo là 70. Và nợ tài khoản gì ạ? Nợ tài khoản 331. Đúng không? Và có tài khoản gì ạ? Có tài khoản 711 là 2 tỷ 070. Thế là sao? Đến cuối năm đi nộp thuế một phát trên 2 tỷ 070 kia nhân 2% là 414 triệu. Đúng không? 414 triệu. Thế là cái thằng giám đốc nó mới vả vào mồm cho. Đúng không? Nó bảo mày tự dưng mày bắt tao đi nộp một đống thuế khóc như vạc ấy. Bảo không, việc gì mà phải nộp thuế như thế, xem cái lô hàng ở trong kho còn không thì phân bổ cho nó đi. Đúng không? Bảo không, đúng, ở trong kho vẫn còn một nửa hàng thôi anh ạ. Ừ thế thôi, thế thì không phải nộp thuế cho nó biết rồi đấy. Chứ không phải là lúc nào mình cũng đưa vào, nó tiện mà. Làm thế này thì nó rất vất vả. Làm như này này, giảm này này, thì nó rất vất vả, nó phải ngồi nó tính lại. Xem như là cái 632 đưa về đây là bao nhiêu, giảm cái 156 là bao nhiêu, đúng không? Nó rất vất vả, thế là tổng một phát vào, 711. Thì đúng rồi, còn gì nữa? Rốt thì nó chả phải bảo thế. Làm này, mày đưa vào 711 cho nó dễ. Đưa cho chị dễ kiểm tra. Nhưng mày nộp thuế cho chị đi. Nó dụ như dụ trẻ con ăn kẹo thế thì đương nhiên là còn gì nữa. Cái thằng kiểm toán đó thì đuổi nó đi. Thôi thằng khác. Vớ vẩn, tao thuê mày để mày chỉ cho tao cái đúng như mày chỉ cho tao thế thì tao trả tiền cho mày làm gì? Linh ta linh tinh, đúng không? Tao sao được quyền nó đấy nhá? Vớ vẩn.